ép rất nhiệt tình luôn, vẫn không đứng. Đem ra thắng bại tại cục pin nha anh em. Đây là một cục pin sạc đầy rồi nha, đèn xanh rồi, rút ra thôi. Đây là một cái máy của nhà Đất Tông ha, lực của nó là 100 Nm, à, khá là mạnh nha anh em. Bao nhiêu mẫu phần gỗ 55 ly nè. Đây ép tải gỗ căm xe nha anh em. Đây ngắt anh em ơi, tiếp tục ép thêm lần nữa coi. Nha, chạy không nổi, ngắt tải liền nha. Còn đây nè, cục pin nhỏ xíu thôi anh em ơi. Đây nha, đó cục pin nhỏ xíu thôi, pin cũng không được đầy nữa nè nha, gắn vô. Quất. Anh thấy không? Ép rất nhiệt tình luôn, vẫn không đứng. Đem ra thắng bại tại cục pin nha anh em. Anh em có một cái máy mạnh mà anh em có cục pin nó quá yếu á thì thật sự nó làm không nổi nha anh em, nó bị ngắt mạch liền. Đó, anh em có cái máy mạnh thì anh em phải cần có một cục pin mạnh thì nó mới làm việc được. Bởi vậy khi anh em đã có một cái máy mạnh rồi nè thì anh em phải đầu tư một cái cục pin cho nó ngon lành, cho nó mạnh, cho nó đủ cái dung lượng thì mình mới xài cái công suất tối đa của cái máy này được ha. Nếu mà anh em không có biết chỗ nào để mà mua được cục pin tốt á thì anh em bấm vô cái giỏ hàng mà dần dần ngay cái tay mình chỉ nè, anh em bấm vô đó một cái thì đây là dung lượng pin chuẩn nha anh em, có rất là nhiều phiên bản thì chọn cho anh em phù hợp với cái mục đích sử dụng của mình. Dung lượng pin chuẩn và pin là dòng xả cao cho anh em đạt hiệu suất tối đa của một cái máy.